Thưa quý vị và các bạn, lễ hội di sản văn hóa châu Á tại Mỹ đã được tổ chức tại Đại học Tổng hợp Stony Brook ở New York, Mỹ. Tham dự lễ hội truyền thống lần thứ 7 năm nay có đông đảo các đại diện, phái đoàn thường trực các nước châu Á tại Liên Hợp Quốc, cùng cộng đồng các quốc gia châu Á đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Đoàn Việt Nam đã giới thiệu nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc tại sự kiện lần này. Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng các cơ quan khác đã giới thiệu với khách tham quan những danh lam thắng cảnh của đất nước, vẻ đẹp của những tà áo dài truyền thống Việt Nam và những điệu múa truyền thống mang đậm nét văn hóa Việt. Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam cũng đã được trưng bày tại lễ hội. Bạn bè quốc tế đã dành nhiều lời khen đặc biệt cho nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc của Việt Nam thông qua những vật phẩm truyền thống và những lời ca, điệu múa do các nữ sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây thể hiện.